đoạn đường 30 tháng 4 nha, ngay đối diện cây BKMS. Rồi, về thương phẩm đây, từ Bảo Lộc Lâm Đồng. Thưởng thức một lần là nhớ mãi luôn. Hiện tại quán rất đông các bạn. Đích thân ông chủ tịch hội đồng chị ra quay dê cho các bạn luôn đó nha. À, này các bạn thấy không, da giòn luôn nè. Rồi rồi, rồi khiên đi bắt nhà bếp ơi. Đó, trời ơi. Nè các bạn thấy da nó giòn không? Ồ. Đây là dê quay nguyên con tại nhà hàng Đức Mạnh, đường 34 tháng 4 nha các bạn. Cái đùi nha, lên đùi nha. Bắn đùi đó. Đùi chứ. Rồi. Giận quá. Cái quy trình mà nhập con dê này về có cực lắm không anh? Quy trình này quá chuẩn luôn chứ không cực. Yeah. Cứ từ trang trại đứng đưa mình về đó. Mình thẳng về trang trại rồi mình lên đàn đúng không? Đúng rồi. Cái xuất xứ của con dê này ở đâu anh? À, nhà cung cấp dê núi Lâm Đồng. Ở Lâm Đồng anh? À. Ở đây có nhận đặc biệt sinh nhật đám cưới gì không? Rồi liên hoan. Có thể mang nguyên con dê lại tại nơi luôn. Quay nguyên con lại mang lại tại bàn luôn để xả ra để cho ra từng món từng đĩa. Đó, một đùi dê khách đã đặt nguyên đùi dê. Ồ, thì rồi đó, đùi dê vừa với da nóng hổi, vừa nóng vừa xoa. Rồi. Đây các bạn thấy không? Cái đùi dê hết sảy chưa? Giờ chỉ cần chế biến nước chấm cho ngon là mình kéo một chút thêm vào nha các bạn. Rồi. Vừa vàng, rất vàng, rất giòn. Hết sảy. Dê Đức Mạnh nha các bạn, đường 30 tháng 4 sau lưng BKMS nha. Có em ấy chưa? Anh ơi, không muốn anh gặp em đâu, nhà em gặp anh đâu. Anh ơi, nhà hàng dê Đức Mạnh nha các bạn, đường 30 tháng 4, sau lưng BKMS á. Đó, có 20 phòng lạnh nè. Sân bãi đậu xe hơi rộng rãi nè. Khai trương ngày chủ nhật cách đây 2 ngày rồi.